Dạ kính chào quý cô chú anh chị, hôm nay lại trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre của chú anh chị. Hôm nay sẽ giao lưu một số này, hôm nay em sẽ lên mã cặp mini ha. Cái này là một cặp siêu bông Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị ơi. Cặp mã đầu tiên là mã 1H luôn ạ. Em sẽ đo thông số chiều cao của cặp này cho anh chị mình xem ha. Cái này là cao là 45 luôn ạ. Sáng ngang nó được 30 luôn nha cô chú anh chị. Cây nào cũng có củ đế, xử lý đế hết ha. Hoành thân của nó là được 6 luôn ạ. Còn hoành cũ là được 10 luôn nha cô chú anh chị. Cây nào cũng nút nụ rất là nhiều luôn ha. Rồi rồi em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem một vòng ha. Dạ cặp này cặp mã đầu tiên thì em xin giao lưu là giá chỉ có là 280.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đây là một cặp siêu bông nha, đây là 2H nha cô chú anh chị. Một cặp lùng là cuốn ngang cao là 30 luôn ạ. Tán ngang là được 34 luôn ạ. Một cặp lùng là cuốn ngang cô chú anh chị. Cây nào cũng được xử lý đế hết rồi nha. Hoành cũ là 5 luôn ạ. Ủa hoành đế là 5 ạ. Hoành cũ cái này cũng có nữa nha cô chú anh chị. Chưa hoành cũ cái này là được 14 luôn ạ. Đó, lùng lực nha cô chú anh chị. Em sẽ quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Một cặp lùng lực luôn ạ. Giá chỉ có 250.000. Một cặp em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đây là mã 3H luôn nha cô chú anh chị. Cao là được 47 luôn ạ. Tán ngang là được 38 luôn nha. Đó, cây nào cũng có củ đế hết nha. Cô chú anh chị nào mà muốn chơi cao ấy thì em cũng có luôn nha. Hay là lùng lực, hay là củ đế, hay là tàn sao thì cô chú anh chị cứ liên hệ với em nha. Dạ cặp 3H này giá là chỉ có là 250.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Là cặp 4H luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 45 luôn ạ. Tán ngang là được 32 luôn ạ. Đây đây hai cây 40 cô chú anh chị. Cây nào cũng có nút nhuận quá trời luôn nha. Củ đế thì cây nào cũng có được xử lý đế hết nha cô chú anh chị. Cây nè, hoành đế nó được 6 luôn nha. Đó. Gặp cao nha cô chú anh chị. Cặp này xin giao lưu là giá chỉ có 260.000, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là mã 5H luôn nha cô chú anh chị, một cặp giáo siêu nụ luôn nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao này là được 37 ạ. Tán ngang là được 35 ạ. Một cặp giáo siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Cây nào cũng nút nụ quá trời luôn nha. Dạ cặp này xin giao lưu giá cũng chỉ có là 250.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị ơi. Tiếp theo là mã 6H luôn nha cô chú anh chị, cũng là lại là một cặp siêu nụ luôn nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 35 ạ. Tán ngang là 30 luôn nha. Cây nào cũng được xử lý đế hết nè cô chú anh chị. Đó, cây nào cũng được xử lý đế hết nha. Dạ cặp này em xin giao lưu cặp 6H, em xin giao lưu là giá chỉ có là 250.000, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là một lô lớn hơn đấy nha cô chú anh chị, cũng là siêu bông Sài Gòn luôn ạ. Cây này là cây 7H ạ. À. Cây này là cao là 33, tán ngang là 37 luôn ạ. Một cây dáng lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Cái hoành cũ của nó, hình cũ nó được 16 luôn nha cô chú anh chị. Một cây dáng lùng lực luôn ha. Và cái này xin giao lưu là giá chỉ có 200.000, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị ơi.
Tiếp theo là cây chính thức luôn nha cô chú anh chị. Cao là 41 luôn ạ. Sáng ngang là được 40 luôn nha. Cái hoành cũ của nó là được 9,5 luôn ạ. Dạ, cây này em xin giao lưu là giá chỉ có là 230.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Là cây 10H luôn nha cô chú anh chị. Cây này là cao là 52 luôn ạ. Tán ngang nó được 43 luôn nha cô chú anh chị. Cái hoành đế của nó là được 15 luôn ạ. Rồi cái hoành thân ha. Cái hoành thân của nó được 5,5 luôn nha cô chú anh chị. Và cái này em xin giao lưu là giá chỉ có 220.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Rồi tiếp theo là cây 11H luôn nha cô chú ơi. Một cây hàng lớn luôn nha. Cây này là cao là 51 luôn ạ. Tán ngang là 55 nha cô chú anh chị. Lúc lụ thì cũng khá là nhiều nha. Lúc lụ nè. Quá trời luôn ha cô chú anh chị. Dạ rồi em sẽ đo cái hoành cũ lên cho chú anh chị mình xem nha. Cái hoành thân của nó là được 8,5 luôn ạ. Cái hoành cũ của nó, cái hoành cũ của nó là được 19 luôn nha cô chú anh chị. Hoành cũ nó là 19 luôn nha. Dáng thì cây thì dáng tròn đều luôn nha cô chú anh chị. Nè, mình thấy ha. Cây 11H em xin giao lưu giá là chỉ có 400k bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, tiếp theo là cây 12H luôn nha cô chú anh chị. Cây này là cao là 55 luôn ạ. Tán ngang là 56 nha cô chú anh chị. Quá trời cái hoành thân rồi cô chú anh chị ơi. Cái hoành thân của nó, cái hoành đế của nó là được 10 luôn nha. Còn cái hoành cũ của nó, cái hoành cũ của nó là được 22 luôn. 22 luôn nha cô chú anh chị. Quá trời cái hoành cũ luôn nha. Đó, cây nút cụ khá là nhiều nha. Một cây dáng cũng lùng lực, cũng còn luôn hay cô chú anh chị. Và cái này em xin giao lưu giá cũng chỉ có là 400.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Dạ rồi, cuối clip em kính mong quý cô chú anh chị em ủng hộ em thiệt là nhiều nữa nha. Số điện thoại của em là 0392974927 cũng là số Zalo của em luôn ha. Anh chị em nào mà thấy hợp nhãn giá cả hợp lý cây nào á thì cứ liên hệ với em nha.